1, 2 Hả, lô lô kìa. Dễ thương quá à. Anh con chó dễ thương kìa. Sao? Kìa, anh sao đích kìa. Sao bằng lớn hơn lô lô này. Nó nhỏ vậy. Đây con chó này. Nó gì? Hai con lô lô luôn. Đây Lulu nè, đây quá trời chó Lulu. Nè chụp Lulu nè. Ồ. Cái này con gấu bất cực chứ mấy con. Nó xin lô lô quá về đi. Trời ơi, cái lô lô đắng quá bự luôn kìa. Sao vậy? Bé, bé gấu à. Lô. Anh nói em nói anh giống chó hả? Con chó mới dễ thương. Kia hai con nữa kìa. Vậy là quá chảo luôn rồi đó. Cô con nó nhìn thấy. Ừ. Chó tôi gắn lộn thầy luôn. Rỡ ghê. Nét. Dùng mình quỳ một chân xuống. Bố, bố mập, bố mập có gì đây? Đây, nhà mấy nơi hả? Đây, đi nó đi. Chạy đây, nhanh, chạy, chạy nào, bố. Đây nào làm gì vậy? Rồi hai tay cầm hai chân để bạn cái đứng được. Đó đúng rồi, cao lên xuống đó. Ok, cái miệng cười coi. Cái này cười xuống. Rồi. Ok, rồi anh đứng đây ạ. Đó, tay anh cầm sợi dây màu đỏ. Rồi một tay anh bỏ trong túi. Đúng rồi.
kìa. Nhấc cái đầu lên. Lợn nhìn đây. Đây nào. Rồi, anh nói giúp em luôn. Bèo nhảy lên đây. Rồi, hai tay giờ luôn. Nhiều thế vậy. Đỡ đỡ tụi em này cầm. Đứng đó, quay về đây. Ngồi xuống. Nhấc cái đầu lên. Đây nào. Ok. Trời ơi. Ngồi xuống. Cái đây đi người ta dịch vụ cho chụp hình với chó các bạn. Cái con chó này chó dặn đắt tiền không các bạn. Nếu mình mới chụp hình thì vài voi nhưng mà cho mua chó ăn 3 ngàn. Quá đẹp, chó đảo. Mang ở đây đẹp trai. Ê. Ê.